Đỗ Anh Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay ngày mùng 7 tháng 5 năm 2017. Ở clip này chúng tôi xin giới thiệu quý khách chiếc sập cẩm nai một lá vân hết sức là đặc sắc. Chúng tôi chuẩn bị bàn giao cho một anh khách hàng ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Và một số đôi đôn đèn được làm chất liệu gỗ hương đỏ của Lào. Còn kích thước là mặt vuông 38 cao 80 phân. Và chúng tôi có hàng chục những đôi đèn như này. Quý khách cần xa có nhu cầu muốn sở hữu để bày trong phòng khách sang trọng và đẹp thì liên hệ trực tiếp với Thanh Luân chúng tôi để sở hữu những cặp đôi đôn đèn bằng gỗ hương đỏ Lào rất là quý hiếm như thế này. Ngoài những cái mẫu đôn đèn bằng gỗ hương đỏ ra, chúng tôi còn làm bằng gỗ chắc, gỗ mun, gỗ gụ và gỗ cẩm nai. Cái đôn đèn này chúng tôi làm hết sức là kỹ thuật. Toàn bộ là chân đục bằng tay, thủ công rất là đẹp, toàn bộ có chân quỳ đây. Quý khách có nhu cầu muốn sở hữu cặp đôn đèn đặc sắc này liên hệ trực tiếp với Thành Luân chúng tôi tại hai cơ sở Hà Nội và Hải Phòng. Tại cơ sở 1 là khu cây xăng Tân Dân, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Tại Hải Phòng số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Hoặc liên hệ trực tiếp với Thành Luân chúng tôi qua số điện thoại 0972 770 888 và 0967 110389. Những cặp đôn đèn này chúng tôi làm đủ theo kích thước mặt vuông 38 hoặc vuông 40, cao từ 80 phân cho đến 1m1, 1m2 và thấp nhất là 60 phân. Và trên mình quý vị đang xem là chúng tôi đang hoàn thiện chiếc sập cẩm nai mặt liền một lá cho một anh khách hàng ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Và chiếc sập cẩm nai này chúng tôi đã có khách hàng đăng ký. Ngoài những cái sập cẩm nai vân đặc sắc này ra, chúng tôi đang sản xuất một cơ số rất là lớn các cái sập cẩm nai vân đặc sắc như này để đáp ứng thị trường khách hàng với giá cả rất là hợp lý và cạnh tranh nhất thị trường bây giờ. Chúng tôi là những đơn vị sản xuất lớn như là nguồn gỗ ở Lam Phi, chúng tôi là đầu nguồn là ngay cảng Hải Phòng, chúng tôi có thể nhập trực tiếp từ cảng về sản xuất cho giá rất là tốt và hữu nghị. Quý khách có nhu cầu muốn sở hữu sản phẩm đặc sắc này hoặc là muốn mua những cái ván vân đặc sắc này thì trực tiếp với Thành Luân chúng tôi để chúng tôi cho giá tốt nhất cũng như là bán buôn với số lượng lớn nhất. Toàn bộ cái vân này rất là đặc sắc, tuyển chọn đặc sắc được cái bộ vân này, cả mặt sau nữa thì mặt sau để ấp vào tường nhưng tôi chưa quay, mặt sau cũng đẹp như thế này thôi. Và riêng cái lá mặt này thì tuyệt đỉnh, vân tuyệt đỉnh rồi, quá đẹp, đủ các thể loại vân đều tập trung vào hết cái mặt sập này, vân xoắn, vân núi, vân mây, rồi là vân 3D đầy đủ hết. Cái mặt vân này thì hội tụ đầy đủ các loại vân ở cái mặt sập này. Ngoài cái mẫu mặt sập này thì quý vị đang xem đã giao cho khách Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc của chúng tôi còn một số cơ số cái mặt sập này rất là nhiều, còn gần chục chiếc mặt sập vân như thế này nữa. Quý khách có nhu cầu muốn đăng ký hay liên hệ trực tiếp với Thành Luân chúng tôi tại hai địa chỉ là ở cơ sở 1 là ở Hà Nội, cơ sở 2 là tại Hải Phòng. Như clip trước chúng tôi đã giới thiệu chi tiết chiếc sập cẩm nai này rồi. Và clip này chúng tôi giới thiệu là chính là một số đôi đôn đèn được làm chất liệu gỗ hương. Ngoài mẫu gỗ hương ra chúng tôi còn làm bằng gỗ chắc đỏ và gỗ cẩm nai, gỗ mun, gỗ gụ. Thành Luân xin kính chào quý khách và xin hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau. Toàn bộ đôn đèn chúng tôi làm rất là kỹ thuật, không như những hàng chợ ngoài thị trường. Toàn bộ là có cột và chân đục. Và cái lan này chúng tôi làm chính lan, rất là dày và rất là đẹp. Toàn bộ là hương đỏ Lào hết, chất thương rất là đanh. Thành Luân xin kính chào quý khách và xin hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.